Tú tem missão de của tôi em lẹ gì ta. Bình thường này chờ 5-10 phút mới có game anh em. Này phát có game luôn. Đang chơi điện thoại sợ con Lee Sin hơn là con Silas nên cấm Lee Sin. I return to my training. Giờ hỏi Silas cái là nó quấn Silas liền luôn em. Không sợ lắm, không sợ bằng con Lee Sin đâu. Thằng này mấy thằng này quấn Lee Sin ác ôm đụng thôn lắm anh em. Cái này quấn đi ha, CC cũng nhiều. Em gặp hàng mềm á, đặt này thường thường gặp thằng cao thủ hết đấu không anh em mà. Em gặp team thì hơi mềm á. Mẹ elo khá là cao luôn á. Until minions spawn.
Đóng cửa lại. Má cướp được không? Giờ đi, giờ đi. Khi nào nó ăn gần trên của mình không ta? Nó ngay gần trên mất quá anh em ơi. Quạt kiếm thôi hả? Đúng rồi, nó cướp hết bao quay kia nè. À, quýnh hồn biết lợi lỗ. Quýnh hồn lú luôn anh em. Quýnh hồn mình không biết mình lợi mình lỗ luôn á.
Mày làm nền nhưng lên tăng làm nền cho team cũng được. Tăng thì lên theo kiểu búa rìu với lại giáp liệt sĩ rồi. Trời ơi dở vậy sao không kia ăn vậy, chịu ngay đời đấy chứ. Dù ở đây luôn. Cái mạnh gặp boss luôn. Game này gặp dễ nhưng mà thường thường mình đánh găng này ngọt lắm luôn á. Gặp mấy này nó cũng không có khiến em thịnh ngợp lắm. Bữa đánh gặp mấy kia quýnh ngợp điên luôn. Như ở đây có mắt hay sao nè. Trời ơi, bố chỗ
Hơi fail rồi, pha đó hơi fail để cho mình nghe nó mạnh lại à. Destroyed a turret. Má nó xì lô chậm dữ à. Quýnh tìm bạn Nguyễn Văn Ngọc luôn anh em à. Ngọc 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 bảy hai mười hai. Má mày chiên da xàm thì có ép ép à, xàm xàm thật đấy. Ba mươi bốn điểm ác chưa, win một game 34 điểm. Ác quỷ thật đấy. Dùng game nhanh nhỏ một phút mấy có game.
19. I return to my training. Trăm ly xin. Lại là con bò. Bò này uống khét anh em. Tiếng gì đâu. Đây đó. Ai gần ta? Ra vết đường đúng không? Ra vết hay là ra vết đây? Kiếm ai gừng anh em nhỉ? Xe vết gừng ha? Đoán thôi chứ giờ không biết kiếm ai gừng luôn. Có gì là căng này, cao thủ, đại cao thủ không? Game này căng nó. Summoner's Rift. Ba trăm, ba trăm, bốn trăm, ba trăm. Chuyện này hai ba trăm không? Chuyện này thằng gặp mấy thằng cầu thủ hai ba trăm điểm không? Yeah.
này nó canh hay ha, nó canh mình đúng cái lúc mà mình một hit đó anh em à. Nó flash nó canh mình đúng lúc lúc mình một. Được nó dòng lại không? Thôi coi chừng dừng nó dòng lại nha. Khó à, này khó chịu nha, game trước nó có mô nhưng mà nó không di chuyển đâu. Nó di chuyển hàng bóp mình không biết đai được, khó chịu nha. Thank you.
Tính ra ngay đây nó farm tốt rồi, nó farm biến hơn thằng gì bên mình luôn. Ồ má mu gì ác dữ trời. Cứ đạp tên đồ cái này mà thiếu đam quá trả luôn. Giờ khả năng cao lên top đó, lên top cover đi. Đúng rồi luôn. Sao hồi này Silas này nhìn nó ngợp hay sao anh em, mà nó bị đi con gái này nó ngợp sao má quăng cái gờ ác thiệt á, má quăng cái gờ má cái lòng luôn.
Destroyed. Nó tìm nó đuối đuối thì sao? Hello Ngô Cường nhé, hello Nen nhé, Nen sẽ xin một like follow nhé nè. Má thằng xì lót này đúng ao trình luôn á. Alo thằng luôn thằng. Thằng xì lót này đúng ao trình thì luôn á. Má vô quá.
5 đến 4 còn thua thì game hy vọng gì nữa, thì FF thôi đâu có hy vọng đâu. Đúng không? Đâu có hy vọng đâu. FF thôi. Baby got to my chín mươi tám điểm. Nó sẽ mọc lên. Đồng rắn lịch sử đấu ok quân đây mà. Kenny Z trông cần chứ. Tại auto win này. Kenny Z cứ đứng trước mặt nó khó thôi. Combo cho chết. Baby Kachima. Ngồi game mà tìm game lâu rồi. I return to my training.
Chết đừng mất thở. À, bún là bơi hả? Hay là bún là đi xe nữa hả? Elise nữa hả? Đi với châu châu à? Tính huấn đi na game này nha. Máu này đi xe đi. Nhít cầm ta le nhìn có đần quá không? Đấu luôn hả? Đâu có tu năm trời. I know the true path. Minions have spawned. Pull the strings. Watch them dance. Thank you.
mày mất lát xàm buồn. Đánh cái đéo gì mua tùm lum hết rồi bro. The spider demands there is nothing to fear. You must only sacrifice.
Mày tổ quá ta. Má đánh khó chịu quá ta. Em đánh tù đủ vậy. Lồn dắt này đúng chú bé đần luôn đó mà đứng luôn má mày cay thế nhờ. Má mày alpha dưới trời. Đánh quá à. Nhưng phải bóp gánh thôi. Ao chỉnh quá ta, đánh khuynh hướng dữ trời.
Mang lại đời này ảo trình à. Không thả sứ giả mà nó không mang được cái trụ đầu top nữa ảo.